về việc dự án có ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái của vườn quốc gia Tam Đảo hay không, ông Thức cho biết, đây là câu hỏi khó. Chúng ta phải đứng trên luận điểm phát hành nhưng phải bảo tồn. Ở dự án này, Bộ cũng đã khuyến cáo chủ đầu tư khi thực hiện dự án chỉ xây dựng tòa tháp hoặc tuyến cáp ở khu vực đất trống, hạn chế tối đa việc.